Khoan, dừng lại độ 2 giây. Chẳng có lý do gì để nói khoa phu, đu phêm, tỷ phú kim cương Johnny Đặng cả. Vì sao ư? Drama, nghỉ chơi của khoa phu và Johnny Đặng đang nóng hổi vừa thổi vừa hít hà nè. Một trong những thông tin khiến hội xem YouTube nháo nhào gần đây chính là việc khoa phu lẫn Johnny Đặng bất ngờ xóa sạch sành sanh dấu vết của đối phương trên mạng xã hội. Động thái này khiến netizen không khỏi ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa vì ai cũng nghĩ khoa phu và bạn thân tỷ phú Johnny Đặng tình thương mến thương. Thường xuyên làm video, quay vlog chung với nhau lắm cơ mà. Hiện tại, netizen đang đồn đoán nguyên nhân cả hai cạch mặt nhau vì có liên quan đến chuyện làm ăn. Điều đáng nói là thậm chí còn có tin bên lề rằng vị tỷ phú kim cương không mấy hài lòng khi khoa phu tranh thủ tăng lợi 1 triệu đô rồi bán cho nó êm nên mới xảy ra cớ sự này. Khoa phu và Johnny Đặng từng là đôi bạn cùng tiến trên đất Mỹ. Sự việc còn chưa ngã ngũ thì nhiều fan của Johnny Đặng đã rần rần lên mạng tố khoa phu ăn cháo đá bát, đu phêm Johnny Đặng để kiếm tiền, lấy sự nổi tiếng. Chuyện khoa phu có kiếm lợi được gì từ Johnny Đặng hay không chưa dám bàn. Nhưng bảo khoa phu, đu phêm, tỷ phú kim cương thì có hơi sai sai rồi, quý vị ơi. Một, ở mặt trận YouTube, khoa phu chấp Johnny Đặng nửa đường vẫn hãy còn xa. Đầu tiên hãy nhìn thẳng vào bề nổi, khoa phu và Johnny Đặng đều đang là những YouTube đình đám, theo kiểu ồn ào phô trương trên nền tảng này. Tuy nhiên, xét về độ viral lẫn nổi tiếng và tai tiếng thì khoa phu vẫn hơn Johnny Đặng gấp nhiều lần. Điều này dễ dàng giải thích là khoa phu chơi YouTube lâu hơn. Kèm theo đó là hàng loạt scandal lớn nhỏ, phốt bự phốt bé từ lúc anh còn ở Việt Nam đi lông nhông hết nơi này tới nơi khác. Khoa phu sở hữu kênh YouTube thuộc hàng xịn. Hiện tại, kênh YouTube của khoa phu đang có gần 3,9 triệu lượt đăng ký, kênh YouTube của Johnny Đặng có 375.000 lượt đăng ký. Nếu tính luôn cả kênh Johnny Đặng đang có 847.000, gặp cả hai kênh mới 1,2 triệu người theo dõi. Còn lâu Johnny Đặng mới bằng khoa phu ở mảng này. Sự chênh lệch của hai kênh YouTube của khoa phu và Johnny Đặng, vậy bạn nghĩ xem ở cuộc chơi YouTube này ai sẽ thắng? Hai, xét về mặt giàu có, ai hơn ai vẫn còn là một ẩn số. Johnny Đặng giàu thì ai cũng biết, anh được mệnh danh là tỷ phú kim cương và là người đứng sau của loạt trang sức có giá trị lớn, được nhiều người nổi tiếng lựa chọn. Nhưng khoa phu từ lúc làm YouTube đến nay, nếu theo dõi thường xuyên thì ai cũng biết độ ngông cuồng của thanh niên này. Khoa phu từng hùng hồn tuyên bố rằng anh làm vlog du lịch chỉ vì đam mê. Chứ còn về cơ bản, số tiền YouTube mang lại còn không bằng một chuyến du lịch từ vài trăm đến cả tỷ bạc phải bỏ ra của thanh niên này. Johnny Đặng giàu ai cũng biết nhưng khoa phu cũng không hề nghèo. Trong một lần quay video, khoa phu tiết lộ rằng nếu ở Mỹ, anh cũng được xếp vào hàng triệu phú đô la. Đến nay, số tài sản cụ thể của khoa phu là bao nhiêu chưa ai rõ. Nhưng theo nhiều nguồn tin phong phanh, khoa phu hiện đang nắm giữ không ít khối tài sản chìm không hề ít. Nếu thật như vậy thì khoa phu cũng giàu chẳng thua gì Johnny Đặng đâu. Ba, nói là chơi nhưng cũng trên mối quan hệ đôi bên được lợi. Chẳng có gì phải nói là đu phêm để có được mối quan hệ với Johnny Đặng. Khoa phu đã phải bỏ ra hơn 700 triệu để sở hữu mặt dây chuyền kim cương. Vậy nên trước khi là bạn, mối quan hệ của khoa phu và Johnny Đặng đơn thuần là khách hàng và chủ shop. Tuy nhiên, sau đó cả hai kết hợp quay YouTube, có lúc đăng kênh khoa phu, có lúc đăng kênh Johnny Đặng, cả hai cùng có view, cùng thu lợi nhuận lẫn hút người dùng đăng ký trên YouTube. Vậy ở đây có gì để nói đu bám nhỉ? Khoa phu và Johnny Đặng là mối quan hệ hợp tác cùng có lợi. Hiện tại tỷ phú Vương Phạm đang đứng ngoài drama của khoa phu và Johnny Đặng. Ngoài ra, không thể phủ nhận một chuyện, từ ngày Johnny Đặng quay vlog cùng khoa phu, kênh YouTube của vị tỷ phú kim cương này cũng tăng người đăng ký ào ào. Không những thế, những giá trị thương mại, chuyện làm ăn của Johnny Đặng cũng tăng giá khi cả hai liên tục stream tung tin về nó. Nói tóm lại, đã đôi bên cùng có lợi thì nói khoa phu, đu phêm, Johnny Đặng oan quá. Mặc dù nếu theo những lời đồn thổi trên mạng xã hội về việc thanh niên này rút êm khi đã chốt lời cũng có hơi sai sai, nhưng làm ăn mà, sao nói trước được.